chuẩn bị nâng cấp cái hệ điều hành cho cái máy tính của mình, cái phiên bản Mac OS nè. Cái phiên bản này nó ra lâu rồi, mình đã tải về trong cái máy của mình, nhưng mà ngày hôm nay thì mình mới có thời gian để mình cài đặt nó cho cái máy của mình. Trước khi mà mình cài đặt đó, thì người ta có cho mình một cái văn bản để mình đọc, và mình đồng ý với cái văn bản này. Cái văn bản nói về những cái thông tin của cái hệ điều hành này thì mình lướt qua thôi, mình không có cần đọc, mình chỉ cần bấm đồng ý thôi. Trước giờ khi mình cài thì mình chưa từng đọc qua mấy cái này. Mình cài hệ điều hành để cho cái máy mình nó chạy nhanh hơn, nó sửa những cái lỗi. Tiếp theo là mình sẽ bấm vào nút install là cài đặt. Mình phải nhập cái mật khẩu của cái máy tính này vô. Sau đó thì mình sẽ khởi động lại cái máy của mình. Ở kia mình đóng tất cả những cái ứng dụng đang chạy trên cái máy của mình. Close other applications. Thì mình đóng lại. Mình đang viết một cái văn bản thì nó kêu mình đóng văn bản này lại luôn, nhưng mà mình phải lưu trữ văn bản này lại trước cái đã. Rồi hải quan. Lưu vô trong document save, và nó sẽ đóng tất cả những cái ứng dụng mà đang chạy. Hello, xin được phép chào tất cả các bạn. Cũng lâu rồi thì mình không có gặp nhau ha. Các bạn có nhớ mình không? Hả? Thì lâu rồi mình không có chia sẻ một cái video nào mới hết. Hôm nay thì rảnh rỗi thì mình cầm cái máy ra mình quay để mình chia sẻ một chút xíu cho các bạn về những cái sinh hoạt hiện tại của mình bây giờ. Thì ngày hôm nay là ngày tối ngày 21, thì còn khoảng 4 ngày nữa là sẽ tới ngày lễ Giáng sinh, là đêm 24. Đêm 24 là sáng ngày 25. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị để mình gói quà. Thì năm nay có lẽ là một năm đặc biệt, tại vì trước giờ qua những cái mùa Giáng sinh thì mình chưa bao giờ mình làm cái chuyện này hết. Mình chưa bao giờ mình gói quà để mình tặng cho ba mình, hoặc là mẹ mình, hoặc là bé Ngọc em của mình hết. Thì năm nay mình muốn làm cái gì đó đặc biệt, tại vì sắp tới thì mình sẽ đi về Việt Nam á, mình không có ở đây. Cái thời gian sắp tới khoảng một tháng thì mình không có ở đây với gia đình của mình. Mình cũng muốn làm một cái điều gì đó giống như là để bù lại cho cái khoảng thời gian mà mình vắng nhà, mình không có thể lo liệu được. Thì có ba mẹ với em của mình ở đây thì mẹ mình thì hay để quên cái tai phone á. Đi làm thì hay để quên ở trên tiệm á, có khi thì để quên ở đó, thì mình sẽ mua thêm một cái tai phone đó cho mẹ. Khi nào mà mẹ để quên hoặc là mẹ để lạc ở đâu đó thì có một cái tai phone để mình dự phòng á, thì mình mua cái tai phone. Cái video này mình sẽ chia sẻ sau khi mà mình mở quà, nên bây giờ vẫn còn là bí mật. Thì mình không có đăng lên trước đâu, mình đăng lên trước thì mẹ sẽ biết, mẹ mình sẽ biết là mình tặng cho mẹ cái gì. Đó, mua tai phone. Anh Tý thì mình tặng dầu thơm. Tính tặng đồng hồ cho anh, nhưng mà chắc là để dịp sau đi, tại vì cái ngày cái chỗ đó nó giảm giá thì sau Noel nó mới giảm giá, là nếu mình bây giờ mình mua thì nó hơi mắc. Để sau Noel thì mình mới sử dụng được cái tiền đó thì mình mới mua được. Thì mình có cái chai dầu thơm ở đây. Đây,
gói lời tặng cho anh. Mấy cái giấy gói quà này thì mình mua trong chợ, ở các chợ bán đồ tạp hóa đều có, Walmart, Meijer hoặc Kroger đều có hết, Walgreens cũng có, Sam cũng có, nhiều chỗ bán lắm. Thì trong Walmart thì gần nhà của mình á, nên mình đi mua trong Walmart á. Rồi một số đồ kia mình về Việt Nam nữa, mấy cái thẻ nhớ này mình mua mình tặng cho bạn của mình. Vậy bên đó là qua Noel rồi, tại vì mình đi mua đồ cho em của mình á, xong rồi mình sẵn mình mua trong Best Buy á, thấy nó bán á mình mua. Đây là cái máy chơi game Nintendo Switch. Cái này thì chắc các bạn lên trên mạng tìm hiểu thì nó cũng có nhiều thông tin về cái máy này lắm. Lúc mà cái máy này mới ra, khi mà được sản xuất và bán ra thì mình cũng rất là thích. Tại vì mình hồi trước mình có chơi cái Nintendo Game Boy Advance, cái máy nhỏ, cái máy hình vuông gập lên gập xuống được như cái điện thoại vậy á, mình chơi cái trò Mario á. Rồi sau này mình có một cái máy Nintendo DS nữa, mình cũng chơi cái trò Mario, mình ghiền Mario lắm. Thì em của mình thì trước giờ mình không có thấy, không có mua cho em mình cái máy chơi game nào hết á. Có thể là mình muốn tạo một cái tuổi thơ cho em của mình, rồi có máy chơi điện tử, chơi game đồ. Bây giờ mặc dù là em mình đang học 11 rồi, nhưng mà mình nghĩ sớm thì cũng không mua, nhưng mà cũng không phải là trễ lắm. Mình mua cái này mình có thể chơi chung với lại nhiều người cũng được nữa. Sau này nếu mà mình có mua thêm một cái máy nữa thì mình có thể kết nối nhau mình chơi. Hiện tại thì cái máy này mình có thể chơi hai người được, mình cầm hai cái joystick á. Mình cũng mua luôn cái game Mario nè, đu xe Mario nè, Mario Deluxe, cái đua xe như là hồi đó chơi cái trò cáo phiêu lưu á, chạy xe, không phải, cái đó gọi là hồi đó gọi là đua xe gà chắc, như chơi những cái máy PlayStation á, hồi xưa lâu lắm rồi, Việt Nam có trò đua xe gà đó, thì mình đua rồi mình ăn những cái phép thuật ở trên cái đường đua đó, mình ăn ví dụ dấu chấm hỏi thì nó cho mình được bắn được đạn, được súng, được gì đó, đó. Thì cái Mario Kart này nó cũng giống vậy á. Thì mình nghĩ là em mình thích thì mình nghĩ em mình chắc không thích. Đó, thì mình mua cái máy chơi game cho em của mình. Bây giờ thì mình chuẩn bị đi quán này. We'll be right back.
Như vậy là mình đã gói xong những cái gói quà rồi. Mình sẽ chờ tới đêm ngày 24 mình sẽ mang xuống để mình bỏ dưới chân của cây thông á. Thì ở dưới phòng khách mình có trưng một cây thông Noel, thì mình sẽ để những cái món quà mình ở dưới chân cây thông. Rồi tới ngày Noel đó thì mình sẽ mở quà ra, mình tặng cho những người thân trong gia đình của mình. Hôm nay thì mình cảm thấy rất là vui vì được quay lại với công việc quay phim và chia sẻ với các bạn về sinh hoạt của mình hiện tại. Thì các bạn ráng chờ thêm vài bữa nữa ha. Tới ngày Noel đó thì mình sẽ quay và mình sẽ chia sẻ cái khoảnh khắc ngày lễ Giáng sinh cùng với gia đình, chia sẻ lại cùng với các bạn nha. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt tất cả các bạn, xin chúc tất cả các bạn luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc và luôn bình an trong công việc và trong cuộc sống của mình. Một lần nữa mình xin cảm ơn tất cả các bạn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những chia sẻ tiếp theo. Bye.